bác? Tôi khỏe, cảm ơn. Kiều, rót nước mời khách đi. Dạ, để chị Như rót được rồi mẹ. Chị Như! Dạ. Rót nước mời khách. Cô Hà, việc ở công ty bộ giải quyết chưa xong hay sao mà phải phiền nhân viên đến tận nhà của sếp để giải quyết tiếp vậy? Dạ thưa bác, con có một cái hợp đồng mà chưa đạt được thỏa thuận mong muốn, cho nên con phải tới đây để tìm giám đốc. Kiên à, mai mốt việc làm ở công ty á thì phải làm cho tốt nha con, chứ đừng có để nhân viên phải đến nhà của sếp rồi lại tiếp tục giải quyết như vậy á thì làm phiền người ta lắm con biết không? Thiên hạ người ta thấy người ta gì nghĩ chết. Dạ thưa bác, con tới đây tìm giám đốc, nhưng mà việc con tìm giám đốc không có liên quan tới công việc. Vậy chứ chuyện gì? Vậy sao bác không nghĩ một người phụ nữ đến tìm một người đàn ông là lý do gì ạ? Hả? Cái hợp đồng á mang lên công ty đi, mai tôi giải quyết cho. Bây giờ cũng trễ rồi, tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Cô về đi. Dạ thưa sếp, đã đến rồi thì tại sao phải về? Bác, còn có một món quà muốn tặng cho bác. Để đó. Cái gì vậy? Đưa tôi. Bác xem đi. Giấy khám thai. Cái thai. Dạ. Dạ thưa bác, con có thai với sếp Kiên ạ. Của thằng Kiên à? Dạ. Anh xin lỗi. Đưa vợ lên phòng đi. Chuyện này để mẹ giải quyết cho. Nhanh lên đi. Mặt lên phòng. Chuyện này là sao? Dạ, dạ thưa bác, chuyện này là cái lần mà con với sếp Kiên cùng đi công tác. Lúc đó sếp Kiên xỉn quá, mà con có cố chống cự, nhưng mà thằng Kiên nhà tôi từ hồi nào tới giờ nó là một đứa cẩn thận, tử tế, đúng đắn. Vậy mà lại có lúc hồ đồ để xảy ra cái chuyện như vậy. Thôi, tôi thay mặt nó xin lỗi cô nha. Dạ, con cảm ơn bác. Cảm ơn bác vì bác đã hiểu cho con. Phải hiểu chứ. Cũng là phận phụ nữ với nhau thì làm sao mà không hiểu được cô. Chỉ có những người đàn ông á thì họ không thể nào thấu hiểu được những nỗi đau mà người phụ nữ đã chịu đựng. Dạ. Thật sự bây giờ con phải mang tiếng là không chồng mà lại có chữa. Con thực sự không biết nỗi nhục này đến khi nào mới hết. Cô bình tĩnh lại đi. Từ từ, mọi chuyện rồi tôi sẽ giải quyết cho. Cô sẽ không bị thiệt thòi hay là ấm ức gì đâu. Con nghĩ có khi vì cái thai này á mà con sẽ mất hết luôn á bác. Có sai á là người lớn sai, chứ đứa bé nó có tội tình gì đâu. Nếu thật sự đứa bé này á là cháu của tôi thì chắc chắn là tôi sẽ không để cho mẹ con của cô phải thiệt thòi. Dạ. Thật sự lúc mà con biết con có thai á, con rối bời lắm. Đã vậy anh Kiên á, ảnh còn không chịu nhận con. Con không biết phải làm sao á. Nhiều lúc con nghĩ hay là mình chết đi cho rồi. Nè, đừng có suy nghĩ bậy bạ như vậy. Những người phụ nữ mang thai đó thì họ nhạy cảm lắm. Tôi đã nói rồi, cô cứ yên tâm đi. Nếu nó đúng là dòng họ của Nguyễn Phan á thì tôi sẽ cho nó một danh phận rõ ràng. Bây giờ như vậy, cô tạm thời về nhà nghỉ dưỡng đi. Còn chuyện ở công ty thì tôi sẽ kêu thằng Kiên sắp xếp. Ngoài ra
cô muốn tôi và thằng kia phải làm gì theo ý cô thì cô cứ nói. Dạ, con cảm ơn bác. Con muốn mình phải có một danh phận đàng hoàng. Rồi con không muốn con của con á khi sinh ra mà không có cha. Chẳng qua là cũng vì muốn bước chân vô cái nhà này. Được rồi, tôi chắc chắn là sẽ làm theo ý muốn của cô. Thôi bây giờ thì cô có thể yên tâm mà về nghỉ ngơi. Mọi chuyện tôi sẽ nói thằng Kiên lo cho. Dạ, được vậy thì con cảm ơn bác. Để kêu tài xế đưa cô về nghỉ nha. Dạ thôi, chắc không cần đâu bác. Con tự đi về được. Làm sao được chứ, bây giờ cô đang mang thai. Mà đứa bé là cháu của dòng họ tôi, mọi chuyện để cho tôi lo. Như à, bà gọi con. Kêu cậu nên lấy xe đưa cô Hạ về. Dạ. Cô cứ yên tâm nha. Dạ, con cảm ơn bác. Chắc là con của con nó sẽ vui lắm khi biết bà nội nó đã chấp nhận. Con xin phép. Mời cô ạ.